Cuộc đời Phật Thích Ca tập 3. Sau khi sinh Thái tử được 7 ngày, thì Hoàng hậu Maya từ trần. Vậy là Phật Thích Ca mồ côi mẹ mới có 7 ngày thôi. Trước khi qua đời, Hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là Mahabhasabade: chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc Tất Đạt Đa giùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ yêu thương thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Vua đã sắp xếp cho thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất vương quốc. Và thái tử đã tỏ ra mình là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng: muôn tàu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ giải qua một lần là thái tử hiểu và nhớ kỹ. Thật ra, có những điều mà thái tử thắc mắc, chúng tôi không thể nào giải đáp. Hoặc thái tử có những điều, những hiểu biết mà chúng tôi chưa thể nào hiểu biết kịp. Nghe được điều này, niềm tự hào của vua về đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ: với sự thông minh này, thái tử con ta chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông minh và đầy uy lực. Thế nhưng, thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu. Đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng thái tử thì ngược lại thích ngồi yên lặng một mình. Cậu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của hoàng cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết thái tử không làm tổn thương chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ thái tử, ngay cả những động vật hoang dã. Chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay của thái tử một cách tự nhiên. Vì mỗi lần thái tử nhìn vào trong vườn, đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong vườn, có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên bầu trời. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lảo đảo, rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó. Ôi, tội nghiệp con thiên nga quá. Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên: đừng có sợ, nghe cưng, ta sẽ chăm sóc cho con. Từ từ, rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho. Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt ve con thiên nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc rửa chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình cho nó ấm. Một lúc sau, có một cậu thiếu niên chạy vào trong vườn. Đó là người em họ của thái tử, tên là Đề Bà Đạt Đa. Người em họ của thái tử, cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng. Nè, Tất Đạt Đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga đó. Anh thấy đấy, em chỉ bắn nó một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi. Nó rơi xuống chung quanh đây, anh kiếm giùm em đi. Ngay lúc này, Đề Bà Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu, còn nằm ở dưới đất gần bên chân của Tất Đạt Đa. Nhìn kỹ, cô ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay,
rồi nhận ra đó là con thiên nga mà cậu đang tìm. Cậu la lên, anh lấy con thiên nga của em đó hả? Đưa lại cho em đi, em đã bắn hạ nó mà, nó là của em. Đề bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim, nhưng thái tử ôm nó vào lòng, khiến đề bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái tử nói một câu kiên quyết rằng, anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình, anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương. Đề bà Đạt Đa la lên, nhưng nó là của em, chính em đã bắn nó, anh phỏng tay trên của em đâu có được, hãy trả nó lại đây. Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi mãi một hồi. Đề bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng thái tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu ta. Sau cùng thái tử nói, khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong thì nên giải quyết bằng pháp luật. Trước những người thông thái có thẩm quyền, chúng ta cứ trình bày về những sự việc đã xảy ra, để cho những vị này quyết định ai đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất. Đề bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm, song chỉ còn cách này thì mới hy vọng lấy được con thiên nga mà thôi, nên cậu phải đồng ý. Rồi họ đi vào cung điện, thưa lại với vua và quần thần. Mọi người đều bật cười với nhau sau khi nghe họ trình bày về sự việc này. Các quan nói, chỉ có mỗi một con chim mà làm mất thời giờ của chúng tôi quá, thật không đáng tí nào. Nhưng vua lại nói, Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những chuyện bất bình mà xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao. Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng, thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng Tất Đạt Đa bắn được con chim nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm. Cuối cùng, một ông lớn tuổi nhất nói, giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên nga này hãy thuộc về Tất Đạt Đa. Mọi người vỗ tay hoan hô ý kiến này. Thế là thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Cuộc thi tài cầu hôn. Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu quý mến. Song cha của cậu thì lại lo rầu. Ông nghĩ Tất Đạt Đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy uy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách cai trị một vương quốc. Ta lo lắng con trai của ta chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống cuộc đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ Atida đã tiên đoán. Vì còn nhớ hồi đó ông Atida tiên đoán là nếu mà không làm vua, anh thái tử không làm vua thì sẽ trở thành một vị mà đi theo theo luật rất là vĩ đại luôn, có những cái khám phá tìm tòi mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng mà không khi ông vua cha của Tất Đạt Đa thì lại muốn thái tử làm vua hơn. Nếu sự thật như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành một vị vua vĩ đại. Đó là lời nhà vua nói.
Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị: "Tâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng về những thế giới khác, bởi vì cậu ta chưa tiếp xúc với hiện thực của cuộc đời này. Xin bệ hạ hãy kiếm cho thái tử một người vợ. Khi thái tử có vợ và có con rồi, sẽ không còn mơ mộng nữa và sẽ quan tâm đến việc học tập, cách thức cai trị vương quốc." Vua cho rằng đây là một đề nghị rất tuyệt vời. Vua liền cho tổ chức một buổi nhạc hội lớn ở trong cung điện. Tất cả những thiếu nữ xinh đẹp từ các gia đình quý tộc được mời đến tham dự. Cuối buổi nhạc, thái tử được mời tặng quà cho từng cô gái. Trong lúc thái tử tặng quà, các quan theo dõi xem chàng thích cô nào. Những cô gái trẻ rất lúng túng khi xuất hiện trước thái tử. Thái tử trông đẹp trai và nổi bật hẳn giữa đống quà đắt tiền để trên bàn phía trước mặt. Từng cô gái rụt rè tiến đến chỗ thái tử, không dám nhìn lên. Các cô lặng lẽ nhận nhẫn dòng xuyến, xong vội vã trở về chỗ cũ. Cuối cùng, có một cô gái trẻ tên là Gia Du Đà La, con gái của ông vua nước lân cận. Không như những cô gái khác, cô tiến đến chỗ thái tử một cách tự nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đêm thái tử nhìn chăm chú vào cô gái. Nàng rất xinh đẹp và thái tử dường như đã bị sắc đẹp của nàng cuốn hút. Họ đứng bất động, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Lúc ấy, Gia Du Đà La dịu dàng lên tiếng: "Dạ, thưa thái tử, quà của em đâu?" Thái tử như người trong mơ vừa tỉnh, cậu nhìn xuống bàn, nhưng quà tặng đã hết. Thái tử vội nói: "Đây, hãy nhận món quà này." Thái tử tháo chiếc nhẫn trong tay ra: "Đây là món quà anh tặng em." Gia Du Đà La lịch sự đón nhận chiếc nhẫn và từ từ đi về chỗ cũ. Không có quà mà được chiếc nhẫn là hiểu rồi ha, có tình ý riêng ha. Các quan đã thấy rõ mọi việc và vui mừng đến báo cho vua biết. Họ sung sướng tường thuật: "Tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được một cô gái xứng đáng cho hoàng tử. Cô ta là công chúa Gia Du Đà La, con gái của vua Thiện Giác ở nước láng giềng. Xin bệ hạ hãy đi qua gặp ông vua này và xin cưới con gái của ông cho thái tử." Vua Tịnh Phạn đồng ý và chuẩn bị lễ vật đi qua gặp cha của Gia Du Đà La. Vị vua này tiếp đón vua Tịnh Phạn rất thân mật và nói: "Tôi biết con trai của ngài là một người rất tốt, song tôi không thể gả con gái của mình cho một người nào đó một cách đơn giản. Nếu thái tử khác cũng xin cưới con gái tôi, cho họ đều là những chàng trai tuyệt vời. Họ rất điệu nghệ trong việc cưỡi ngựa, bắn cung và chơi các môn thể thao quý tộc khác. Thái tử sẽ phải thi tài với những người cầu hôn đó theo phong tục của chúng tôi." Sau đó một cuộc thi tài được tổ chức và Gia Du Đà La xinh đẹp là phần thưởng quý giá nhất. Vua Tịnh Phạn rất lo âu, ông nghĩ: "Con trai ta không quan tâm đến các môn chơi của chiến sĩ, liệu nó có thể chiến thắng cuộc thi tài này không?" Thái tử hiểu được nỗi lo của cha nên thưa rằng: "Xin bệ hạ, xin cha đừng quá lo lắng, con sẽ làm hết khả năng của mình để chiến thắng và Gia Du Đà La sẽ là vợ của con." Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Những chàng trai đặt những tấm bia của họ ở khoảng cách xa mà họ có thể bắn trúng giữa chấm giữa của bia. Thì tới lượt đề bà Đạt Đa. Người này là em họ của Tất Đạt Đa. Cậu ta không chỉ bắn trúng giữa tâm giữa của bia mà còn xuyên qua cả tấm bia. Mọi người hoan hô nồng nhiệt. Riêng Gia Du Đà La
lại che giấu nỗi lo của mình. Cô nghĩ, làm sao các đạt đa yêu quý của ta có thể bắn được như thế? Thái tử rất tự tin ở khả năng của mình. Đến lượt chàng thi bắn, các đạt đa đặt tấm bia xa tích tầm mắt của mọi người. Rồi chàng lấy một mũi tên từ trong bao ra nạp vào cung. Tuy nhiên, do thái tử quá mạnh tay nên khi kéo cây cung đã gãy đôi. Thái tử nói, làm ơn tìm cho tôi một cây cung khác, chắc hơn cây cung này. Một ông quan nói, thưa thái tử, có một cây cung rất cổ ở trong cung. Cây cung này của một vị chiến sĩ mạnh nhất thời bấy giờ. Kể từ khi ông ta chết đến nay, chưa ai có đủ sức kéo nổi cây cung này, huống hồ bắn nó được. Tôi sẽ bắn cây cung đó, thái tử tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi đem cây cung đến, thái tử cầm cây cung lên, thử uống cong và kéo dây một cách dễ dàng. Sau đó thái tử tra tên vào cung, kéo đến dây và nhắm mục đích. Choang! Các tên bắn ra kêu to đến nỗi những người trong làng cách xa mấy đó cũng nghe được. Mũi tên xé gió đi rất nhanh, khi nó trúng tấm bia ngay trung tâm điểm, chẳng những nó không dừng lại ở đó mà lại xuyên qua tiếp tục và bay xa tích tầm mắt của mọi người. Đám đông hoan hô nồng nhiệt. Thái tử chiến thắng. Xong, bắn cung mới chỉ là cuộc thi tài đầu tiên. Cuộc thi đấu kế tiếp là kiếm thuật. Mỗi người chọn một cây kiếm và biểu lộ sức mạnh của mình bằng cách hạ thân cây gần đó với một nhát gương của mình. Người thứ nhất hạ thân cây dày khoảng 15 cm, người thứ hai 22 cm, người thứ ba 30 cm. Đến lượt thái tử, chàng chọn một cây mà hai thân mọc sát nhau. Thái tử vung gươm chém một nhát thật mạnh, cắt ngang thân cây trong chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Lưỡi gươm của thái tử quá bén đến nỗi vết cắt không làm cho thân cây đổ ngã. Khi mọi người nhìn thấy cây khổng lồ, cả đám đông, nhất là Gia Du Đà La than thở, thái tử đã thất bại. Nhát gươm của chàng đã không thể cắt đứt được thân cây. Lúc ấy, chợt một cơn gió mạnh thổi đến làm thân cây bay lay động và từ từ lật đổ. Lời than của đám đông chuyển qua vui mừng và họ lại reo lên. Thái tử chiến thắng! Thái tử chiến thắng! Cuộc thi cuối cùng là môn cưỡi ngựa. Một con ngựa hoang hung dữ, chưa có người nào cưỡi được nó. Đang được những người đàn ông khỏe mạnh dắt ra, mỗi người cầu hôn gắng leo lên cưỡi nó. Nhưng con ngựa cứ nhảy chồm lên và đá hậu rất dữ, không một ai có thể leo lên lưng nó được. Cuối cùng một chàng trai cũng điều phục được nó, ngồi trên lưng nó để những người giữ ngựa dắt đi. Thế nhưng chỉ một lát nó đã nhảy bổ lên với sự giận dữ, bắt người ngồi lên lưng nó rơi xuống đất. Nếu không được sự giúp đỡ kịp thời của những người giữ ngựa lôi anh ta ra chỗ an toàn thì có lẽ ngựa đã dẫm anh ta chết rồi. Khán giả bắt đầu la ó, hãy ngưng ngay cuộc thi này đi, hãy ngưng đi, không nên để thái tử đến gần con ngựa đó, rất nguy hiểm, nó sẽ giết chết thái tử đó. Nhưng thái tử vẫn bình tĩnh. Chàng nghĩ, tính hiền diệu có năng lực hơn cả sức mạnh vũ phu. Thái tử từ từ tiến ra chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve những chòm lông trên đầu nó, nói thì thầm vào lỗ tai nó, nhẹ nhàng vuốt lên đầu, lên mình nó. Thái tử đã làm dịu đi cơn giận dữ và sợ hãi của nó. Một lát sau, con ngựa trở nên hiền lành. Nó bắt đầu liếm tai của Tất Đạt Đa. Thái tử vẫn thì thầm dịu ngọt với nó. Sau đó, chàng leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Thái tử cưỡi ngựa diễu hành ngang qua mọi người trong những tiếng reo vui mừng của họ. Thái tử đã đón nhận phần thưởng quý giá đó.
Đó chính là công chúa Dayu Đà La xinh đẹp. Cuộc thi tài đã kết thúc. Thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng. Cuộc thi tài đã chứng tỏ Thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có sức mạnh phi thường mà có cả lòng từ bi vô hạn nữa. Phần 4 tới đây là kết thúc. Mời quý vị hãy lắng nghe những phần tiếp theo. Càng về sau càng hay. Mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn rất nhiều.